Nó ừ đã rồi, hồi sáng tôi định gọi anh ghé lấy đó. Xong bây giờ nhắn tin là chúc mấy em ghé em đưa máy quét không thôi nha. Mấy cái kia sợ chữa qua tới bên công ty anh nó hết, nó hết thử cái đồ mới vậy thôi. Vậy bây giờ mày muốn làm sao? Mất mẹ xuống điệp rồi ta. Đúng. Cho thêm một cái nữa. Phát này.